Dạ, em kính chào quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư và các bạn đồng nghiệp đã quay lại với kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước bên em nha. Cả nhà mình đang có nhu cầu hoặc muốn sở hữu một lô đất mặt tiền lộ nhựa có được hơn 2.000 m² và mặt tiền của mình là khu dân cư, cáp điện wifi, đường thông hiện hữu và chủ nhà của mình có nhu cầu và bán cho mình tới 22 m². Đó, và đặc biệt là trên cái lô đất của mình thì đã sẵn có một cái móng nhà rất là tiết kiệm cho quý cô chú anh chị của mình luôn. Và chủ nhà bán cái mặt tiền đường Thanh đang di chuyển ở đây chỉ có 20 triệu 1 m² ngang mà sâu tới gần 100 m² luôn nha quý cô chú anh chị mình. Dạ thì cụ thể hơn là lô đất Thanh đang quay ở đây sẽ nằm tại ấp Tân Hội, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Chiều ngang cái mặt tiền chủ nhà cắt bán sẽ là 22 m², chiều sâu là 97 và tổng diện tích của mình sẽ là 2.134 m². Hướng lô đất Thanh đang quay và di chuyển sẽ là hướng Bắc nha quý cô chú anh chị mình. Còn đường đi lối lại của Thanh đang quay ở đây sẽ là đường thông, khu dân cư hiện hữu cũng như cáp điện wifi là đầy đủ. Dạ thì với một lô đất mặt tiền lộ nhựa, đường thông, khu dân cư, quý cô chú anh chị thấy Thanh quay phù hợp thì liên hệ trực tiếp cho Thanh qua hai số điện thoại là 032 9393 717 hoặc 0362 176 779 để Thanh gửi toàn bộ thông tin cho quý cô chú anh chị cùng theo dõi với em. Và ngoài ra cả nhà theo dõi được clip của Thanh quay thì cho em một nốt like, một nốt đăng ký để em được sự động lực, khích lệ từ quý cô chú anh chị của mình. Dạ thì tính từ ngay vị trí của tay Thanh chỉ đây, cạnh đây của mình chạy thẳng xuống sẽ là 97 m. Và cạnh bên đây của mình sẽ được là 22 m, tương ứng với cái mặt tiền của mình. Cũng như là trên trước cái màn hình lô đất của mình ở đây thì đã có sẵn cái móng nhà nha quý cô chú anh chị mình. Còn ranh giới của mình bên kia thì đã có lưới rào B40 là đầy đủ. Đối diện với lô đất của mình là sẽ có nhà, cửa, dân cư ở đối diện với mình như thế này luôn. Cũng như là đường của mình là đường thông. Nếu từ vị trí của căn nhà Thanh đang quay ở đây, mình di chuyển ra ngay đường liên doanh của mình chỉ dao động vào bán kính là hơn 2 km. Còn di chuyển ra được đường DT vào bán kính là 5 km cả nhà. Còn từ thành phố Hồ Chí Minh, quý cô chú anh chị mình di chuyển lên sẽ là 147 km và gần hơn là Bình Dương, chưa tới 100 km luôn cả nhà. Còn từ Đồng Xoài di chuyển theo quốc lộ 14 qua trên em chỉ là từ 70 tới chưa tới 80 km thôi. Phía trước cái mảnh đất của mình thì chủ nhà có trồng thơm này, cũng như là có hai cây xoài thái. Còn hiện tại đất của mình ở đây là đất trống nha quý cô chú anh chị mình. Còn trước ở đây của nhà mình là chủ nhà có là xây cái móng đó, gọi là móng cố định như thế này rồi. Đó thì cả nhà mình cũng tiết kiệm được kinh phí một ít ở đây nha cả nhà. Còn chất đất của mình ở đây là đất thịt hết luôn ha. Đó, phù hợp là cho mình trồng cây ăn trái. Như cả nhà mình xem này, thơm hoặc là xoài là mình không có chăm sóc nhưng mà cũng tương đối là ok luôn. Dạ thì với toàn bộ cái diện tích đất Thanh đang quay ở đây là mặt tiền lộ nhựa lớn Thanh đang quay cũng như cáp điện wifi là đầy đủ là 22 m, sâu xuống 97 với tổng diện tích ở đây của mình là 2.134 m². Chủ nhà bán hết chỉ có đúng là 440 triệu bao sổ sách cho quý cô chú anh chị của mình. Dạ thì video hình ảnh Thanh quay ở đây hoàn toàn là thực tế. Quý cô chú anh chị mình lên sẽ được gặp chính chủ, cũng kiểm tra qua những video hình ảnh Thanh quay và nguồn đất Thanh quay ở đây đảm bảo là đúng đất, đúng vị trí, không quy hoạch, không tranh chấp, không kê biên. Đặc biệt hơn là quý cô chú anh chị mình lên sẽ được gặp chủ cũng như là kiểm tra hết toàn bộ thông tin mà Thanh quay gửi cho cả nhà cùng xem với em nha. Ngoài video mà Thanh quay hôm nay đó, nếu quý cô chú anh chị mình thích về đất vườn hoặc đất nhà vườn trái cây cũng như là những diện tích như DT hoặc là đất view sông, view suối thì Thanh mời cả nhà cùng chịu khó nhấn vào trong kênh của em là Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước để tham khảo về những video Thanh quay từ đất nền, đất xào, đất kèm nhà, rất hy vọng sẽ phù hợp cũng như đáp ứng được nhu cầu của quý cô chú anh chị của mình.
Ngoài ra nếu cả nhà mình đã thông thạo về đất mà đi lên Bình Phước trên em, thì cả nhà di chuyển lên tới chợ Tân Thành, Thành sẽ ra đón và dẫn cả nhà cùng di chuyển vào trong video và lô đất Thành quay cho cả nhà mình cùng xem. Nếu như mà cả nhà mình chưa thông thạo đó, thì rất mong được cả nhà cầm máy lên và gọi điện trực tiếp cho Thành nha. Đất của mình bằng và vuông vức như một cái sân banh luôn quý cô chú anh chị. Đầu đuôi là cắt 20-20, tổng diện tích sẽ được là 2.134 m². Khu dân cư, nhà cửa là hiện hữu, mà chủ nhà cắt bán chỉ có 20 triệu 1 mét ngang. Đặc biệt là còn bao sổ sách cho quý cô chú anh chị của mình. Đó, Thành sắp di chuyển tới cái phần đuôi của lô đất rồi này quý cô chú anh chị. Do lô đất của mình là rất dễ di chuyển nên là Thanh sẽ không quay flycam nhé cả nhà. Thanh mà quay flycam thì sẽ ưu tiên cho những nguồn đất xào hoặc đất mẫu hơn quý cô chú anh chị. Đó, thì từ đây là Thanh đã di chuyển hết toàn bộ là 97 m thuộc toàn bộ cái chiều dài của lô đất Thanh quay ở đây. Thì cả nhà cũng quan sát được ngay cái điểm đầu Thanh đứng từ cây cột điện chạy ngang qua của mình là sẽ được 22 m. Chạy thẳng cạnh bên đây của mình xuống sẽ được là 97 m. Đầu đuôi vuông vức với tổng diện tích là 2.134 m². Chủ nhà bán hết chỉ có đúng là 440 triệu bao sổ sách cho quý cô chú anh chị của mình. Và chất đất của mình thì cực kỳ là đẹp, là đất thịt phù hợp cho mình trồng trái cây. Khu dân cư, nhà cửa hiện hữu. Với một lô đất Thanh đang quay ở đây, ưu điểm của mình là rất nhiều nha cả nhà. Đầu tiên là dân cư này, nhà cửa này, đường đi lối lại, cũng như cáp điện wifi thông đầy đủ, thì rất đáng để cho cả nhà mình xem và sở hữu những lô đất Thanh tìm hiểu và quay tại thời điểm này. Dạ, thì cả nhà xem và ưng ý thì gọi điện cho Thanh nha. Nếu như mà cái video Thanh quay đó cả nhà chưa cảm thấy phù hợp thì Thanh cũng rất mong được sự ủng hộ, đóng góp. Cả nhà sẽ cho Thanh một nốt like, một nốt đăng ký, cũng như một nốt subscribe để đón nhận những video Thanh quay và gửi lên hàng ngày nha. Đó thì nãy giờ là Thanh cũng quay, di chuyển hết toàn bộ từ trong ra ngoài, cũng như hết toàn bộ diện tích lô đất đầu đuôi nằm tại ấp Tân Hội, xã Tân Thành cho quý cô chú anh chị của mình cùng theo dõi. Mọi thông tin cả nhà liên hệ với Thanh qua hai số điện thoại là 032 9393 717 hoặc 0362 176 779 để Thanh được phục vụ quý cô chú anh chị của mình nha. Nãy giờ thì Thanh cũng quay tương đối, nếu có gì chưa phù hợp thì Thanh rất mong được cả nhà liên hệ và góp ý. Còn bây giờ thì Thanh xin phép tạm dừng video, hẹn gặp cả nhà tại những video tiếp theo của em. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của Thanh nha.